chạy quýnh hết trơn, chạy lê lê hết trơn. Alo, rồi con đang làm gì vậy? Con làm sao hả? Dạ con có dấu mình bị bò, mẹ bác sĩ nói dấu có dấu xanh này đó, chị ơi lên đi, lên liền đi. Dạ có dấu xanh là từ cả một tiếng trở lại không có gì bác sĩ? Lên liền đi, chút xíu nữa là nó có dấu xanh này đó. Dạ biết rồi, em lên liền lên, đã nhặt con nhỏ con gái của em đang đi học, em phải chờ rước nó về chứ. Dạ. Em lên rồi ở dưới đây đâu ai rước nhỏ con gái đâu mà em rước. Dạ, dạ. Nhỏ đi học á. Dạ. Hữu ơi, Hữu nói chuyện mẹ cái Hữu. Dạ. Rồi con chuẩn bị đồ đạc cho vợ chưa? Dạ. Này nghe tin là nghe chỉ dạ gì mọi người ơi. Tắt đi rồi. Tắt đi răng mẹ mới điện được. Rồi liên lạc được luôn. Rồi không được. Không mày là mới gọi đây hả? Nó điện nó kêu chị lên liền. Gọi số thường đi. Chạy theo quýnh nó trơn rồi chứ gì. Nó cũng gọi nó gì kìa. Nó gọi nó đó. Ồ như gọi quá trời. Giờ này giờ nó xài số, hai chồng nó xài số tùm lum. Đó, kìa nó chạy số luôn. Xanh rồi phải không? Dạ. Vô hồng xanh chưa? Vô hồng xanh chưa con? Chưa. Chưa hả? Mới theo dõi hả? Mới theo dõi hả? Cái gì con? Dạ. Dạ. Sao? Để gửi em cho bà ngoại rồi rước em đi học về gửi bà ngoại rồi mới đi lên chứ giờ muốn lên là phải lên liền mấy con chuyện nhà em lên nè. Có chồng con đó không? Rồi đâu cứ hổ mẹ nói chuyện coi. Để hỏi nha. Dạ. Thôi con, gì á? Trời Như đang nghe ra lại kìa. Lại gì kìa? Lại cho chị xanh bình an phải không Như? Trời ơi, giỏi quá, giỏi luôn. Rồi con lại đây, lại đi sáng nè, tôi quay nè. Rồi sáng đi. Rồi nghe giải cho chị xanh cho con vuông nghe nói gì chị Xuyến hả? Nghe nói gì vậy? Nghe nói gì có dấu xanh phải không? Có dấu xanh phải không? Nói chưa má chuyện xuống má có nước nè. Vậy ông ngủ không? Vậy là con đợi lâu lắm. Từ đây tới chiều trời tới tối luôn không biết ấy nữa. Nhưng mà bác sĩ nói là trong hôm nay luôn hay gì? Không có nghe nó nói đâu, để chị điện ngủ rồi điện hỏi cho rõ rồi. Chứ bình thường chưa có gì thì... Vợ chồng nó người xài số. Xài số luôn. Chồng số, vợ số. Xíu cũng ấy bình thường. Mấy bữa nay bữa tối là ở chảnh luôn ha. Đi ngủ chảnh hai đi. Thôi máy ơi. Chạy quýnh hết trơn, chạy. Lê lê hết trơn. Alo, rồi con đang làm gì vậy? Con làm sao hả? Dạ con có dấu mẹ mình bị bò. Bác sĩ nói dấu có dấu xanh này đó, chị ơi lên đi, lên liền đi. Dạ có dấu xanh là từ cả một tiếng trở lại không có gì bác sĩ? Lên liền đi, chút xíu nữa là nó có dấu xanh này đó. Dạ biết rồi, em lên liền lên, đã nhặt con nhỏ con gái của em đang đi học, em phải chờ rước nó về chứ. Dạ. Em lên rồi ở dưới đây đâu ai rước nhỏ con gái đâu mà em rước. Dạ, dạ. Nhớ đi học á. Dạ. Hữu ơi, Hữu nói chuyện mẹ cái Hữu.
Dạ. Rồi con chuẩn bị đồ đạc cho vợ chưa? Dạ. Biết từ quần áo đồ đạc vợ xanh là chuẩn bị hết trơn chưa? À, vậy à, bây giờ ví dụ mà vợ con có xanh trước mẹ lên đó thì con pha sẵn một ly trà đường nóng ấm nó để nóng nóng cho vợ vừa xanh ra cho vợ uống liền vô nghe. Nào má xanh vô cái đó nó tốt lắm. Sắp xanh rồi ha. Dấu hiệu nhưng mà nó kêu bác sĩ kêu chị cái người trực phòng bác sĩ hay gì đó. Kêu lên ha phụ. Kêu chị lên. Mà bây giờ chị giờ này chị phải chờ con không chị mới lên. Bé kia chừng nào mới về chị? 4 giờ. Nhỏ kia 4 giờ rưỡi. Trời ơi vậy là còn tính tiếng rưỡi nữa. Vậy là chờ bà ngoại xuống nữa, bà ngoại ấy chứ. Bà ngoại giữ giùm hả? Hả? Bà ngoại giữ chứ ai giữ? Bà ngoại giữ kêu bà ngoại giữ mấy. Tối bà đi nói gì? Bà dưới nhà dưới, bà dưới. Rồi chờ chị dưới ha. Rồi chị hồi chị đi bằng gì? Xe này chị đi nè, bây giờ chị đi xe này nè. Xíu này mới mua sao cái gì ta, ngon ta. Mới mua xe này 50 mà mua 5 triệu 3 nè. Mà chạy giờ nó bị thị nặng hay chạy? Xe 50 trước mà. Chứ chị có xe chứ bảo. À, xe 50 chạy. Trước rồi. Có thời gian chị ở với Trang Nga có tiền mua cho chị đó. Mua mấy chiếc yeah. Chị có là xe. Giờ đợi bé rước bé Quyền hả? Nếu giờ chị đi lên liền nghe giờ được, thì về. Nếu mà đi liền giờ về rước con kịp không ta? Sao kép? Chị chạy sao mà kép? Nếu máy thì vô trường nghe chị rước nó luôn. Trường à. Trường gần đây không? Hoặc chị vô trường chị rước nó về. Chị suy nghĩ gì nè, thí dụ nó đẻ thì hủ nó ở đó, nó lo rồi thí dụ chị chủ yếu là chị lo buổi tối á. Chứ mới thí dụ mà vô rồi á chị không có cũng đâu làm gì được đâu. Tại vì rồi trong phòng xanh là bác sĩ ta lo hết mà. Lo hết rồi tới ga luôn, tới ga là buổi tối á, tới tối chị gặp chứ đâu mà gặp liền. Không kịp cả tiếng mấy hai tiếng không kịp chị có chuyện về rồi vậy là chỉ lo ăn uống đi rồi như hồi xưa em đi biết mà thì vô thí dụ vô cái phòng chờ là một tiếng rồi nè rồi tới xanh thì cũng phải chờ cho hồi sức tầm một tiếng nữa thì cái đó là chồng lo rồi phút cuối những cái chuyện như phụ nữ chị phụ buổi tối vậy đó anh thích chị đó chứ giờ lên cũng đứng à chắc chị vô lo bên phụ nữ đó ổng lo cũng được bình thường mà cái đó khi mà người ta đưa ra là bình thường vậy là mấy tiếng ngon á điện cậu. Vậy là có thể là Nga trong hôm nay là xanh rồi đó hôm nay người chắc người ta có có dấu hiệu rồi vậy là được chăm sóc em bé được có hai vậy dở nước ối rồi là cho về nha không phải tại vì em bé nó còn non còn non làm ra bác sĩ tính nuôi giữ không nói chung là bác sĩ người ta thấy được thì người ta sẽ thấy thôi không, cái này là tự dở nước ối mà tự dở thì quấy dở rồi nếu mà bảy trên bảy tháng là được ra người ta hấp 35 tuần mấy em tính rồi nhiêu ha người ta hấp còn Lâm thì còn tới tháng mấy nữa mới đẻ nhưng... thì đó anh hiếu rồi thì cũng 7 tháng mấy rồi 7-8 tháng rồi nếu mà hiếu như vậy chừng là ông hoàng hấp điện đó hấp điện cái điện tất nhiên rồi tất nhiên rồi thiếu là người ta phải hấp đó thì chị xíu cũng chờ mọi người nghe thông tin thì cũng cũng mừng rồi đó mừng vừa mừng vừa lo vừa mừng vừa lo chứ sao chị cũng giá trời giá phật phù hộ độ cho con chị nó cho mẹ tròn con vui vợ chồng con cái nó mạnh khỏe chị cũng mừng nữa. Tuy rằng nó không có cho chị cái gì nhưng mà chị cũng mừng ví dụ như nó giàu chị khỏi cho chị nghèo chị đâu có gì cho con chị đâu con cái mà cái gì dặn thì nói vậy thôi chứ không cho ruột ăn chồng ruột cũng đau em ở đời ngộ lắm ví dụ trong nhà thì dặn nói thật là nhiều vậy đó nhưng mà lỡ trong nhà có chuyện gì mình cũng đau lòng lắm con cái mình sinh ra mà em thương dặn thì nói quả nó nói nhiều vậy đó chung là chị Xuyến là có con gái lớn là Nga là ba đứa con gái đó trong ba đứa thì có một đứa chính giữa nó thờ một đứa đang đi học rồi chị đây là bệnh viện cách đây khoảng bao xa mười mấy cây à trên Long Xuyên mang chẳng 13-14 cây gì á nếu mình chạy lên chẳng không có tiếng từ dưới vậy 30 phút rồi mười mấy cây á xa chục một lần chứ còn đỡ hơn Cần Thơ em tưởng đâu Cần nếu Thơ mà nếu mà nằm qua chỗ này sao chị chạy tới luôn nữa đi xe đò đi kiểu đó ba xe của hổng nó bệnh chị đi không biết nhiêu 300 ngàn đi xe đi tiền xe bao nha bao xuống 5 ngàn 300 ngàn á như biết không mọi người nãy đốt nhang cho chị hai nghe nói chị hai ấy đốt nhang chị nha đi mà bao xe mà 300 đi về như chị đi xe này lên Long Xuyên không biết tiền có xe nhà thì nó đỡ rồi đó nói chung hy vọng sao mà mẹ chồng con vuông cho Nga hết mọi người thì nói chung mọi người cũng cầu nguyện cái gì thì mình cầu nguyện cho em nó cái rồi chị Xuyến cũng tí xíu này cũng chờ xong rước bé Quyền 4:30 chị cũng học sinh giá gia cho con chị lắm em ơi
chị nói là bữa chị nói là mẹ mình mới biết thương con của mình. Chị nói chị giấy là khi mà mẹ tròn con vuông là chị ăn chay năm luôn hả? Cái đợt nó bệnh đó chị quá sợ đi, thành ra chị giấy cho con chị hết bệnh tai qua nạn khỏi, mẹ tròn con vuông chị ăn thương năm đó. Là chị tính bữa 29 Tết tới này là chị ăn năm, rồi trả lễ nhỏ này đó nó đi không được, hai chân nó què quặt nè. Chị giấy chị đi được, nó đi được là chị thiếu nợ năm là hai năm ăn thương. Cái đó giấy ai, mình giấy thằng Cường giấy ai? Mẹ giấy Phật với mẹ Quan Âm mình nè. Giấy nha, giấy cho được rồi mình. Chị giấy là được cái gan đó. Rồi đó là Như đi không được hả? Như nó ngọn chở mà nó không đi cái giờ. Mấy tuổi mới đi được? 3 tuổi rồi chưa biết đi. 3 tuổi mà không đi ha. Lâu lắm á. Thì đó, cái giờ nó cà căm cà quẹo kỳ cục, nó lẹo ẹo đứng không được đó. Bây giờ đi được luôn ha. Cái chị giá mẹ Quan Âm sao không, tự nhiên chị bóp ấy này kia nó tự động nó đi luôn Nhưng mà cái đó tưởng nào là tưởng nào nó sụi hay sao. Mình giấy được rồi mình cái ăn được rồi chứ không có ấy ăn được. Chị nói ông chồng chị nói giờ ông Tư ơi, tôi mà ăn tương ai làm đồ mặn không ăn. Ok ông đi. Ông đi ông ăn mặn không à. Cái ông trả lời với chị, mà nói giờ ông đâu biết ông Tư. Thôi ông là giờ đãi gì ăn đó đi. Tôi ăn gì ông ăn đó thôi. Ông nói gì nè, ông nói thôi đi, giờ bà ăn tương thì tôi nhậu chai. Nhậu chai với bà ăn gì tôi nhậu nấy. Thì làm tàu hủ mặn mặn chút cũng nhậu được mà. Nhưng mà chị ăn tương, chị vẫn mua đồ mặn cho mấy đứa con đi ăn. Chứ chị nói em nghe nè, là để qua năm sau chị cũng lỡ giấy. Cũng được, giấy là mình phải ăn. Thì đó, giấy mình phải làm tròn. Vậy là sắp sửa là chị Xiến là lên chức bà ngoại rồi, coi chơi cô chú anh chị đặt tên gì chị Xiến, tên gì có đặt tên gì chưa? Chị nghe gã chị nó nói bữa đó nó đặt nó là Hữu Nga, là Nga Hữu Nga Hữu Nga giàu gì, tính đặt nó là giàu tên giàu ha. Tại nghe tại chị quên nghe, tại lúc trước cái nó đặt tên vàng vàng cho mẹ đặt mà nó nói Hữu Nga vàng. Rồi biết đẻ đứa nữa thì khè, đặt cũng ngay vàng khè. Cái sao không đổi lại, nó nói thôi nó không đặt vàng mà đặt cái gì Hữu Nga giàu, đặt tên giàu. Đặt tên đọc thì trời khè. Trời ơi. Trước á, trước đó chị nó để con ra đặt vàng. Rồi nếu đẻ nữa thì đặt Hữu Nga vàng kia khè, là Hữu Nga vàng khè. Rồi mấy tháng nãy sửa lại. Giờ chị Xuyến có gầu không chị Xuyến? Gầu ví dụ mà bác sĩ mà có thông báo buồn buồn vậy đó. Nói chung quy ra là bây giờ Nga là số mạng nó do trời Phật định cho nó đi. Hy vọng là sai ha. Nếu như cái đức hạnh của nó có thì trời Phật cũng che chở độ cho nó. Đó. Mà cái đó là cái nghiệp của nó thôi, thì mình cũng gian giấy cầu xin cho nó thêm nữa đó em. Nếu mẹ tròn con vuông thì mình khỏe rồi. Rồi. Cho bà tiếp tục, cho bà ăn đi. Trong đồ đi.